Dạ. Rồi. Dạ con chào sư. Chạy chút. Dạ. À, xin quý vị mute cái micro của quý vị lại dùm nhân nha. Cái mic của quý vị, xin quý vị tắt cái mic dùm nhân. Dạ. Dạ, quý vị có thể để cái video của quý vị on nếu mà quý vị ngồi nghiêm chỉnh và ăn mặc nghiêm chỉnh ha quý vị. Kỳ này Nhân và anh Kiên muốn cho sư thấy hình của quý vị trên trên cái hình luôn đó, để mà sư nhìn mặt và sư có thể giảng được cho mình, kết nối được với mình nhiều hơn. Dạ, cảm ơn quý vị. À, sư mới vào Zoom rồi đó, nhưng sư có cái việc sư đi ra một chút xíu, xin quý vị đợi sư một chút xíu nha quý vị. Dạ, chúng con sẵn sàng rồi sư. À, bên sư có thấy hình của sư chưa ạ? Dạ, thấy rồi. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, con thỉnh sư. Nó có một cái câu nói của Tây Phương rất là nổi tiếng mà tôi nhắc hoài nhưng mà có thể nhiều người quên, đó là cái vấn đề lớn nhất của chúng ta là chính là mình không biết vấn đề mình nằm đâu. Tôi cho rằng đó là câu quan trọng, và cái câu đó nếu mà diễn dịch theo Phật pháp đó, thì câu đó rất là đặc dụng. Dầu cho một cái người xuất gia, một người tu sĩ, một người tu hành tà tà, hay là một hành giả tinh tấn nghiêm mật, thì cũng nên lấy câu đó làm cái phương châm sống, phương châm hành động. Tức là vấn đề của chúng ta nó nằm ở chỗ là mình không biết vấn đề mình nằm đâu. Chúng ta có rất nhiều cách nói về cuộc đời này, có rất là nhiều cách nói. Cách nói của một nhà khoa học, cách nói của một nhà đạo học,
cách nói của Phật giáo, cách nói của một linh mục Cơ Đốc. Trong bài giảng trưa nay, tôi muốn mượn một cách nói, một trong vô số cách nói của Phật giáo để định nghĩa về cuộc sống. Đó là một dòng chảy. Đó là một dòng chảy. Cách nói này không có gì mới mẻ đâu. Tất cả người Phật tử đều biết câu này. Tất cả chỉ là một dòng chảy. Dòng chảy đó nó được tiếp nối bởi nhiều cái điều kiện tâm sinh lý, bởi những cái tương tác xã hội bên ngoài ta và những vấn đề bên trong ta. Trước hết nói về dòng chảy sinh học, cái cơ thể của mình ấy, một cách cụ thể nhất mà nói thì hết cái tư thế sinh hoạt này nó tiếp nối cái tư thế sinh hoạt khác. Cứ nằm hồi chán, ngồi ngồi, đi đi để đứng, đứng nằm nằm rồi ngồi, đó là tư thế sinh hoạt. Rồi thì ăn uống, rồi thì tắm rửa vệ sinh, đó là bên ngoài. Còn bên trong thì cơ thể nó từ cái tình trạng này chuyển sang cái tình trạng khác, cái tình trạng này nó tiếp nối tình trạng khác, nó là một dòng chảy. Rồi về đời sống tâm lý, lúc thiện lúc ác, lúc tốt lúc xấu, lúc buồn lúc vui, đó là một dòng chảy. Mà vì chúng ta không có chánh niệm cho nên chúng ta không có cái cơ hội để quan sát cái bản chất của sự hiện hữu mà mình đang có mặt trong đó. Chính mình là nó, chính mình là dòng chảy đó. Và cái vấn đề mà tôi muốn nói đến trong cái bài giảng trưa nay chỉ một chữ thôi: preparation, một sự chuẩn bị. Đời sống của chúng ta đó, nó chỉ là một cái quá trình của một cái chữ chuẩn bị thôi. Cái nội dung này tôi có nói đến trong cái bài giảng internship cho Minh Đức. Mà ở đây tôi nói cho nó nhẹ hơn, tôi không đá động những vấn đề giáo lý đầu. Đời sống chúng ta chỉ là sự chuẩn bị. Chuẩn bị nó là một dòng chảy. Và chính vì nó là một dòng chảy cho nên từng giây phút nó là cái chuẩn bị, là những chuẩn bị, là những chuẩn bị. Chúng ta ăn cái gì? Trưa nay chúng ta ăn cái gì? Sáng nay chúng ta điểm tâm món gì? Và có điểm tâm hay không? Có điểm tâm hay không nó cũng là một thứ chuẩn bị. Nhớ nha, cái này cái gì rất quan trọng. Chúng ta cứ tưởng, chúng ta nghe nói cái chữ chuẩn bị, chúng ta tưởng là mình phải làm cái gì đó. Không, hiểu như vậy nghèo lắm. Có làm cái gì đó, có ăn cái gì đó, nói chung là có làm cái gì đó là một cách chuẩn bị. Mà buông xuôi, không làm gì nó cũng là một cách chuẩn bị. Tinh thần của Pháp nó nằm chỗ đó. Nói sâu là sâu chỗ đó. Mình ăn ở gian ác, hại người hại mình, đó là một kiểu chuẩn bị. Mình sống thiện sống lành, đó là một cách chuẩn bị. Mà cứ ăn rồi là cứ nằm đo giường. Nằm đo giường có nghĩa là ăn rồi cứ leo lên võng đọc báo ngậm cái tâm, rồi leo qua giường nằm giấc, rồi cứ lết qua giọng, rồi bây giờ giọng xong rồi leo qua giường. Cả ngày mình làm gì hết, không có làm gì giúp đời, cũng không làm gì hại người. Đó cũng là một cách chuẩn bị. Nhớ nha, đó cũng là cách chuẩn bị cho cái gì? Về tâm lý, chúng ta chuẩn bị cho cái thứ phiền não gọi là hôn thị, lười biếng, tiêu cực, hướng hạ thay vì hướng thượng. Còn về mặt sinh học, cái kiểu sống mà thiếu hoạt động ấy, cái kiểu sống mà thiếu hoạt động ấy, nó là một thứ chuẩn bị. Nó là một thứ chuẩn bị. Cách đây mấy năm tôi có dịp thăm bệnh một người quen. Hai chân của người này teo tóp, mà vì trước đó cũng có biết rõ về nhau, cho nên khi tôi đến thăm, tôi có hỏi, tôi nói rõ luôn đó là một vị trưởng lão. Tôi có hỏi là cái chân bị như thế nào mà là đi không được. Thì vị này trả lời đó là thật ra chân bị hết. Và tại vì cứ một phần thì thấy mệt mỏi, một phần thì cũng lười, cứ nằm riết đó một cái ngày đó là mỗi lần đi nó rất là khó khăn. Mà đến lúc tôi gặp vị này đó thì vị này không còn đi được nữa. Mà cơ sự nó, nguồn cơn nó đi ra từ một chuyện rất là đơn giản. Vị này không có bị stroke, không có bị bại liệt, không có bị đứt gân máu, bị gì hết.
chỉ vì vị này thích nằm, thích tăng trở, thích lăn và trở lại như vậy thôi. Cái kiểu buông xuôi đó cũng là kiểu chuẩn bị nha, đời sống mình. Như vậy thì mình có làm cái gì đó thiện hay ác, nó cũng là một kiểu chuẩn bị cho đời sau kiểu khác đã đành rồi. Mà cái đời sống thiện ác của mình nó lại là chuẩn bị cho ngay cái đời này, thưa quý vị. Dù đó là những sinh hoạt rất là bình thường, như hồi nãy tôi nói, cái thích nằm đây, thích nằm cũng là một kiểu chuẩn bị. Thích chạy bộ, thích thể thao, thích vận động, đó cũng là một kiểu chuẩn bị. Ăn uống kiêng khem khắc khổ cũng là một kiểu chuẩn bị. Ăn uống mà coi như dồi dào phong phú, dư chất cũng là một kiểu chuẩn bị. Sống một đời sống mà coi như đầy dẫy phiền não, nặng nề với những tham sân, thì đó cũng là một kiểu chuẩn bị. Tôi nói lại, sáng nay quý vị có ăn điểm tâm hay không? Ăn cái gì? Nhiều hay ít? Ăn như thế nào? Có cái vụ như thế nào nữa nha, có cái như thế nào nữa. Lúc bụng đói mình nên tránh ăn cái gì? Tránh ăn cái gì? Có hẹp và có ăn điểm tâm hay không? Có nhiều người tôi biết họ không có thói quen điểm tâm. Sáng giờ họ chỉ cần ly cà phê là xong. Rồi có người thì sáng họ phải có cái gì đó ăn rồi đầy bụng để bù vào mấy tiếng đồng hồ trong đêm bụng trống nha. Trong câu chuyện chuẩn bị. Rồi cơm trưa cũng vậy. Rồi những cái lần ăn vặt trong ngày cũng vậy. Một ngày chúng ta nạp vào bao nhiêu thực phẩm, đó là một kiểu chuẩn bị cho cái sức khỏe ngày sau. Có điều là cái chuẩn bị đó là tốt hay xấu thì cái gì đó tự tự quý vị biết, hoặc là đi hỏi bác sĩ, hỏi mấy cái chuyên gia dinh dưỡng nha. Ở đây tôi chỉ gợi ý về quý vị, đó là ăn. Nãy giờ tôi cứ nói lòng vòng, tôi lựa cái chuyện gì mà dễ hiểu nhất. Rồi thì cái đời sống tâm lý của mình, trong một ngày mà quý vị nghĩ nhiều về cái gì nhất, cái người nào mà quý vị thường tiếp xúc nhất, trong đầu quý vị thường có đề tài nào nhiều nhất, quý vị nặng lòng với cái gì nhiều nhất, thì đó chính là một cái chuẩn bị. Quý vị muốn có một cái cơ thể khỏe mạnh thì quý vị phải có một cái là kiểu ăn uống sinh hoạt như thế nào. Còn nếu quý vị không mang cái sức khỏe, không mang tới tuổi thọ, thì quý vị thoải mái, tôi không ý kiến nha. Về đời sống tinh thần cũng vậy, có rất là nhiều người tự nhận mình là Phật tử, nhưng mà cái kiểu sống của họ đó, cái kiểu mà tiếp cận Phật pháp của họ đó, cứ làm cho tôi e ngại. E ngại là sao? Thí dụ đối với họ cái chuyện mà nhận thức giáo lý nó không quan trọng, họ thích chọn lấy một cái đường lối hành trì nào đó mà họ thấy thích. Ở đây tôi tuyệt đối không có bài xích hay là không có tuyên truyền một cái đường lối nào hết, nhớ nha, không bài xích cũng không tuyên truyền, tôi chỉ nói toàn là những nghĩ thôi. Thì tôi thấy họ là Phật tử, họ đi chùa, họ lạy Phật, họ cũng cúng dường, họ cũng dễ thương đối với tăng ni, lịch sự phải phép đối với mọi người. Nhưng có một điều tôi mỗi lần nhìn họ tôi cứ e ngại, lại không biết còn cái kiểu mà tiếp cận Phật pháp như thế này 5 năm nữa, 10 năm nữa họ có được cái thành tựu, cái sở chứng, sở đạt gì ở trong Phật pháp. Hay là cứ tiện thì chạy chùa cúng ba mớ thắp ba cái hương rồi cứ quay trở về đời ngày dài tháng rộng, trong đầu giữa tục sự thôi. Thì cái kiểu đó, cái kiểu đó thì 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, thì so với người không biết Phật pháp thì họ chỉ nhỉnh thành chút xíu thôi. Mà cái mà tôi ngại đó là cái ngày mà họ bị suy kiệt, gầy yếu tận cùng, mà mời tăng ni đến tụng thì tụng cái gì nha. Bởi vì họ có một cái chuẩn bị quá tệ cho cái tương lai của mình. Chưa hết, còn nhiều chuyện nữa. Tại sao hôm nay tôi lựa đề tài chuẩn bị? Bởi vì ngay lúc này tuy không có bay được, nhưng mà tin tức về cái tiến độ xây dựng ở Calama chúng tôi vẫn theo dõi liên tục, theo dõi liên tục. Và cái công trình Calama, cái lý tưởng, mục đích của Calama trong mấy ngày nay ám ảnh thôi, cho nên tôi mới chọn đề tài này. Có hôm nay có mấy người, có mấy bà con ở bên Mỹ, Canada và Âu Châu, họ cũng hỏi chúng tôi rồi chứ
ngoài những cái khóa tu ngắn ngày, thí dụ như 2 tuần 3 tuần, thì Kalama có để cho hành giả ở đó dài hạn không? Thì chúng tôi nói đương nhiên, nhưng mà có cái dĩ nhiên nữa là phải là hành giả, chứ cái đó không phải là cái chỗ để dưỡng già dưỡng bệnh, không phải là cái resort để mà quý vị relax thư giãn, không phải, mà nó là chỗ dành cho hành giả. Và đương nhiên là để về đó chúng ta phải có những chuẩn bị, ví dụ chuyện nhà và chuyện của mình. Chuyện mình là sao? Quý vị phải có sức khỏe nha, quý vị phải có sức khỏe. Ở đó tôi báo trước, y tế Miến Điện rất tệ, tệ lắm. Y tế Miến Điện tệ lắm. Cho nên mỗi lần mình đi như vậy, tôi đề nghị bà con đi khám bệnh trước cho bệnh tổng quát, để tránh bị trục trặc dọc đường. Nên đang giữa khóa tu và đang trong cái thời gian ở tại đó mà quý vị phải cần tới bác sĩ thì nó rất là không nên nha. Bản thân chúng tôi cũng vậy, tức là mỗi lần về đó mà mỗi chuyến đi như vậy chúng tôi phải đi bác sĩ trước. Mà trước đây chúng tôi về chỉ có 3 tuần 1 tháng, nhưng mà bây giờ thì khác. Bây giờ chúng tôi về vài tháng thì bắt buộc chúng tôi phải chuẩn bị cái gì? Đi bác sĩ khám bệnh tổng quát, biết đại khái về mình nha, biết đại khái về mình. Và nếu quả thật mình đang trong cái thời kỳ mà cần uống thuốc thì mình cũng nên chuẩn bị rất là cần thiết. Ngoài cái thuốc cho cái chiếc bệnh mãn tính của mình ấy, thì mình cũng nên có một vài thứ thuốc mình gọi là phòng thân cấp cứu, để ngừa những tình huống bất trắc. Không có nhiều đâu quý vị, không có nhiều, vài ba loại, cứ loại chuyện hộp nhỏ nhỏ vậy đó. Tôi không lặng đề đâu, tôi đang nói đến chuyện chuẩn bị thôi. Tôi nhớ tôi đã từng nói câu này, cái tinh thần rốt ráo của Phật pháp là chính là sự buông bỏ. Buông bỏ, buông bỏ cái gì? Có 3 cái buông bỏ, đó là bỏ cái ác về với cái thiện, thứ hai là bỏ cái riêng về với cái chung. Bỏ cái riêng là sao? Bỏ cái riêng gồm có 2. Bỏ cái riêng thứ nhất là bỏ cái riêng ở mình, có nghĩa là mình nghĩ là mình nhiều quá thì không tốt, chỉ cấm đầu tu tập. Chứ còn mà cứ nghĩ nhiều về mình quá, tôi sẽ thế này, tôi sẽ thế kia, cái riêng thứ hai đó là cái riêng về cái đối tượng mình tôn thờ. Khi cấm đầu theo đuổi một sư phụ, một truyền thống, một trường phái, mà quên mất rằng Phật pháp vốn bao la, không có biên giới, không có bờ mé, không có giới tuyết, theo Phật ra chứ không phải theo tổ sư sư phụ, không phải theo cái truyền thống trường phái nữa hết. Cái gì đúng với kinh Phật thì thôi nha. Vậy là như vậy, trường hợp đó là bỏ cái riêng đó. Thứ nhất là bỏ ác về thiện, thứ hai bỏ riêng về chung, và cái thứ ba là bỏ cái thấp về cái cao, bỏ cái cũ về với cái mới, có nghĩa là bỏ được chính mình ngày hôm qua. Nhớ như vậy, bỏ được chính mình ngày hôm qua thì đó gọi là cái bỏ thứ ba. Tại sao tôi nhắc tới câu này là bởi vì tôi muốn nói rằng trong cái chuẩn bị đó, trong cái chuẩn bị mà tôi nói nãy giờ đó, nếu mà tự xét thấy mình không giỏi trong cái chuyện buông bỏ thì ngay bây giờ hãy lập tức, tức thì, tức khắc hạn chế sở hữu những thứ khó bỏ. Ngay bây giờ phải hạn chế sở hữu những thứ khó bỏ. Chính mình phải thấy cái đó, chính mình phải thấy cái nhược của mình nha, cái nhược. Chính mình phải hạn chế sở hữu những cái thứ khó bỏ thì mai này khi cần ấy thì bà con mới có thể phủi tay vũ áo mà đi một cách nhẹ nhàng nha. Thí dụ như bà con muốn có một cái tuổi già nhẹ nhàng thanh thản thì bà con phải tính toán trước, ngay bây giờ mình sẽ là sao, mình làm gì với con cháu. Chứ tôi rất là e ngại khi thấy một số Phật tử và một số đồ cũng hơi đông rồi, đến tuổi này mà còn lẩn quẩn như đám cháu nội cháu ngoại. Tôi biết tôi nói cái này nhiều bà con rất là bất bình. Bất bình là cháu nội tôi lo mắc gì thì mắc gì ông phải đem ra ông nói, nhưng mà hãy nói đến chuyện tu tập rốt ráo thì mình phải đem chuyện đó ra mình nói nha. Đến tuổi này mà cái lòng chưa có dứt được những cái gánh nặng tình cảm dây dưa thì khó lắm. Tôi không nói quý vị bỏ mặc con cháu, không lo, tôi không nói như vậy. Nhưng mà phải chuẩn bị là có một ngày
tụi nó lớn lên nó bỏ mình nó đi. Chỉ nguyện có một ngày mình nằm yên một chỗ, mình không có lo, mình không có yêu thương tụi nó như là bây giờ. Chỉ nguyện có một ngày mà mình không còn cơ hội ở gần tụi nó nữa. Chỉ nguyện có một ngày mà tụi nó trở mặt, nó lạnh ngắt với mình, nó không có thương mình nữa, như là mình trong đời. Nhớ nha, cái đó là chỉ có thiệt nha. Chính cuộc đời đẩy nó đi, hoặc là chính cái tâm tình nội tại của nó đẩy nó đi, hoặc chính cái hoàn cảnh của mình đẩy mình rời xa tụi nó, lúc đó mình chịu nổi hay không. Nhớ cái đó. Và cái cuối cùng, mình phải có một tuổi già thanh thản. Nếu quý vị không tin Phật thì thôi nha. Quý vị không tin Phật thì quý vị ra khỏi rừng, không nhất thiết phải ngồi để nghe tôi lải nhải lẩm nhẩm nha. Còn nếu mà có lòng tự tin Phật và có cái lòng bận tâm một chút cho cái ngày sau của mình, cho cái tuổi già của mình hả, thì ngay bây giờ mình phải chuẩn bị trước, mình phải có một tuổi già thanh thản. Cái chuẩn bị là quan trọng lắm. Chuẩn bị để từ cái ăn, từ cái sinh hoạt và từ những cái vấn đề tinh thần tâm linh. Ngay bây giờ chuẩn bị cái gì? Sức khỏe là đã đành rồi, chuẩn bị những thói quen sinh hoạt đúng, nhưng mà phải chuẩn bị cho mình cái gì nữa? Chuẩn bị cho mình những cái giá trị tinh thần mà mai này ở tuổi già chúng ta không có cơ hội, không có cơ hội bồi đắp. Nhớ cả, thí dụ như nói rằng là tuổi già sẽ đi tu thiền, tôi nói thiệt, tuổi càng lớn khi mình sống xa Phật pháp, tuổi càng lớn thì cái trách đời của mình nó càng lúc nó càng dày, nó càng nặng. Cái Phật chất của mình càng mỏng đi. Tại vì mình nên nhớ một cái lọ, một cái bình nó chỉ chứa, nó chứa được có một thứ thôi, không thể nào chứa được cái này mà chứa thêm cái khác, khó lắm nha. Một bàn tay chỉ cầm được thứ thôi chứ không thể nào cầm quá nhiều thứ, mà nếu cầm muốn cầm quá nhiều thứ thì mỗi thứ cầm chút chút được nha. Chỉ cần nếu muốn cầm một món đồ nặng lớn thì bắt buộc thôi, một bàn tay chỉ cầm được có một thứ thôi. Thì ngay bây giờ ngoài cái chuyện chuẩn bị sức khỏe bắt buộc, có lẽ cũng phải nên có một chút chuẩn bị về tài chính. Đúng, mình tu mình không cần tiêu xài nhiều, nhưng mà mình có chút đỉnh để mình vững bông. Khi mà mình đã bước vào thiền viện mình tu, mình có chuyện gì ai giúp mình? Nói một câu đau lòng, tình thân máu mủ vợ chồng con cái không hơn được tiền đâu quý vị. Tôi là người làm thơ thỉnh thoảng thôi, thỉnh thoảng thôi, càng không phải là thi sĩ. Tuy nhiên trong đời sống thực tế, còn nhiều người không có làm thơ nhưng mà cái đầu của họ là đầu của thi sĩ đẳng cấp thế giới. Họ sống nhẹ dạ lắm, mà đầu họ thơ không à. Mọi sự đời họ mà cứ giao cho người khác, họ ngồi họ dệt, họ thiếu thọ tự ngồi họ dệt mộng, họ kỳ vọng vào cái tình cảm nam nữ chồng vợ, họ kỳ vọng vào con cái, vào bạn bè, vào tình thân, họ kỳ vọng vào những quan hệ xã hội lặp 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 lặp. Nhưng mà tôi nói thiệt, con chim nó khác con người ở chỗ này. Con chim khi mà nó đậu trên một cái cành cây, nó tin vào cái cánh của nó, cái đôi cánh của nó. Cho nên cành nào nó đậu cũng được hết, nó không có sợ. Cành vững thì ok, còn cành mà yếu, mục, gãy thì nó bổ cánh nó bay. Còn con người mình không có cách, con người không có đôi cánh. Cho nên khi mà con người đứng trên một cành cây thì mình dồn hết cái niềm tin mình vào cái cành cây dưới chân của mình. Quý vị có thấy khác không? Con người khi đứng trên một cành cây thì giao phó cái niềm tin của mình cho cái cành cây mà mình đang đứng. Mà con chim ấy, thì nó ở đâu nó cũng tin vào cái cành của nó. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ trong đời sống chúng ta phải học con chim. Trong trường hợp này phải học con chim nha. Mình không để mình tin vào cái bên ngoài mình được nha. Mình không để tin vào cành cây mình đang đứng. Tin thì cứ tin, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là 80% dành cho cái khả năng, cái nội lực của mình nha. Quý vị nói với tôi, quý vị có tiền, quý vị giao hết cho con cháu, cho chồng, cho vợ, cho gia đình. Ok, gia đình quý vị, cái tình thân quý vị tốt, tuyệt vời, tin được, tôi không ý kiến. Nhưng mà tôi nhắc chân, sức khỏe của mình không tin ai được hết. Và cái sự chuẩn bị tài chính tối thiểu, căn bản cũng không tin ai được hết. Họ không, một là họ gian, họ gạt hết, cũng có. Hai nữa là họ nhẹ dạ, đầu tư sai lầm, mất sạch, cũng có. Rồi có được học một cái đắng nữa. Con gái mình, con trai mình nó tốt bằng trời, nhưng mà xui một chỗ.
con gái là do mình đẻ ra, nhưng mà thằng rể là người dưng. Mình có chắc là thằng rể nó có nghĩ tới mình không? Con trai là do mình sanh ra, nhưng mà mình có chắc con dâu của mình nó tư mình không? Cho nên mình giao hết cho con, cho rể, cho dâu. Tôi biết bữa nay tôi nói cái này nó đụng chạm, nhưng mà nó nói pháp, nó nói sạch sẽ. Thì theo trong kinh Phật là chính mình làm chỗ tựa cho mình nó chắc nhất, dâu về tinh thần hay vật chất. Đó là chuẩn bị nha. Quý vị muốn có một tuổi già ok, quý vị muốn có những ngày tháng quạnh hiu ok. Tại sao có vụ quạnh hiu ok? Là bởi vì có một ngày vợ mình đi trước, chồng mình đi trước, con mình thì sao? Mình dựa vào đâu để mình tin ở mình suốt đời? Cho nên tôi gọi đó là những tháng ngày quạnh hiu. Nhưng mà quạnh hiu nó có hai: quạnh hiu ok và quạnh hiu không ok. Quạnh hiu ok có nghĩa là một mình thôi, nhưng mà tự lo được, không có tự trách mình ngu, không có tự sống ở trong cái sự gọi là tiếc nuối hờn dỗi căm hận ai hết. Mọi thứ mình đã sắp xếp hết, sắp xếp hết. Cái mà đáng trách nhất là mình không tin mình đem hết cái mình giao cho người khác. Giống như nãy tôi nói con chim, nó đậu lên cây nó tin ở cánh của nó, còn con người mình đứng ở cạnh cây mình tin ở cạnh cây. Đó là một cái sự thơ ngây mà rất là đáng tiếc và rất là đáng trách. Thật là đáng tiếc và thiệt là đáng tức nha. Cái thơ ngây đó. Cho nên tôi nói đời sống nó là sự chuẩn bị. Muốn có một tuổi già ok, muốn có những cái ngày tháng một mình mà ok, đó là nói theo đời và nói theo đạo. Muốn có một cái đời sống hành giả ok, thì ngay bây giờ bà con làm ơn tự có những chuẩn bị cần thiết. Nãy giờ tôi nói dùng ngoài, bây giờ tôi siết đi học trong. Đức Phật ngày dạy mình có hai cách chuẩn bị: chuẩn bị cho cái tốt và chuẩn bị cho cái xấu. Chuẩn bị cái hai câu cũng nghĩa nó rộng lắm. Chuẩn bị cho cái tốt là sao? Mình muốn có một đời sống vật chất ok, mình muốn có một đời sống tinh thần ok, thì ngay bây giờ mình phải nghĩ đến cái ngày mà mình gặp tình huống xấu nhất. Chuẩn bị cho cái tốt là xong, tâm ok, thân ok, thân khỏe, không? Thân phải khỏe và tâm ok là sao? Càng sống nhiều với tâm lành thì trước mắt chúng ta được an lạc. Tôi tin điều này tuyệt đối 100%, không 200%. Quý vị nói với tôi, quý vị có nhan sắc, quý vị có sức khỏe, quý vị có uy tín, tiếng tâm, quyền lực, chức vụ, quý vị có tiền bạc. Cho nên quý vị vui, tôi nói thiệt nghe, tôi 50 tuổi rồi, trong tình trạng minh mẫn, tỉnh táo nhất, tôi xin xác định những thứ đó. Nếu quý vị nói là quý vị vui nhờ những thứ đó, tôi nhắc lại nha: tiền bạc, nhan sắc, sức khỏe, tiếng tâm, quyền lực, chức vụ. Tôi chỉ tin những cái đó có 20%, tức là 1/5. 1/5 thôi quý vị nha, 1/5. Thì cái tình tối đa là 1/5, mà những thứ đây là hạnh phúc của quý vị. Nhưng quý vị nói cái này tôi tin 100% này. Đó là lòng lành, là thiện tâm, nó làm cho quý vị an lạc 100%. Tôi tin cái này 200%. Tôi tin. Tôi nói rất là nhiều lần. Tôi giả định tôi có hai người bạn thân. Một người đời sống tinh thần tuyệt vời, sống lầm sống thiện, nhưng mà vật chất eo hẹp. Đối với người này, tôi thương thì có thương, tôi xót thì có xót, nhưng tôi không có lo lắm. Vì người này có thể đi bán vé số, người này có thể chim chả giò, người này đạm xe bánh mì, người này sống được. Mà nếu không có thì tôi cũng có thể giúp chút chút để cho người đó có cái vốn làm ăn, có cái gánh chè, có cái xe nước mí. Hay là ví dụ tôi đang giả định tôi là người đời đó nha, tôi có thể giúp được. Nhưng mình nếu một người đó tài sản muôn hộ, nứt đố đổ vách, mà đời sống tâm linh tinh thần nghèo quá, cả đời chỉ biết le lưỡi đếm tiền, tôi nói thiệt, tôi lo cho người đó lắm. Nếu người đó là người thân của tôi lo lắm, tôi rất là lo. Bởi vì khi tinh thần người đó có vấn đề thì nhà của họ dù có trải vàng, có trải hồng xoàn, cười không nói. Chúng ta có rất là nhiều cái cơ hội để chúng ta đau khổ quý vị. Chúng ta nhiều cơ hội để đau khổ lắm. Mà nếu đời sống tinh thần quý vị ok thì sao?
Cái chỗ này phải mượn của Tây. Tây có một câu hay lắm, tôi khoái. Tây có nhiều câu hay lắm. 10% đời sống, trong đời sống của mình chỉ có 10% là những gì xảy đến cho ta từ bên ngoài, và 90% là cái phản ứng của chúng ta trước những cái thứ đó. Tôi biết tôi nói cái điều này rất là nhiều bà con đôi dãy nảy không chịu, nên mà nó là mặt xác quý vị nha, nhưng mà tôi từ đó ưu tình câu đó. Toàn bộ đời sống của mình nó chỉ có 10% là những thứ nó xảy đến cho mình từ bên ngoài, mà 90% là cái reaction của quý vị, cái response của quý vị từ những thứ đó, cái phản ứng của mình, cái thái độ đối phó của mình. Tôi tin gì đó nha. Quý vị nói với tôi, quý vị là bị nghèo, bị đói, bị chúng chửi, bị đánh, bị thị phi, rồi chuyện gia đạo, chuyện làm ăn, lập 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 lập. Cái tôi không biết là cái phản ứng tâm lý của quý vị ra sao. Cho nên tôi tuyệt đối tin cái câu đó. 10% là những gì từ bên ngoài xảy đến cho ta, mà 90% nội dung của đời sống chính là cái phản ứng tâm lý của quý vị nha. Cho nên tôi trong bài giảng trưa nay chỉ quấn quanh trong cái chữ chuẩn bị thôi. Tôi tìm đủ cách mượn lời Phật, mượn lời đời, mượn lời mấy ông tay về bà tạo để nhấn mạnh một điều, đó là đời sống là một dòng chảy, là một cái chu trình, là một chuỗi dài của những tiếp nối, của những thừa tiếp, những thừa tiếp. Và nói như vậy có nghĩa rằng là chúng ta phải cần đến những chuẩn bị, bởi vì cái sau nó thừa tiếp cái trước bằng một cái lực đẩy, mà cái lực đẩy đó nó có cả nhiều cái tên lắm. Cái tên chuyên môn của nhà Phật gọi là duyên, chư duyên hay là các duyên, duyên do. Còn cái từ ngoài này, trong vật lý nó gọi là cái lực đẩy, cái lực đẩy, duyên hay là cái lực đẩy. Còn trong bài giảng trưa nay tôi gọi nó là sự chuẩn bị, sự chuẩn bị. Mình muốn có một cái chuỗi ngày tương lai nó ra sao thì ngay từ bây giờ chúng ta phải có những chuẩn bị. Và cũng tay nói nữa, tay họ nói rằng nhiều người hiểu rằng tương lai là cái chưa đến, nhưng thật ra tương lai đã có mặt từ quá khứ. Nhiều người trong rừng mình đang nhảy lên nóc, họ ôm cái từ điển đó, là từ điển này, họ coi định nghĩa cái tương lai là gì, họ chịu nổi. Nhưng mà tôi tuyệt đối đồng ý câu này. Tương lai thật ra đã có mặt trong những chuỗi ngày quá khứ. Nhân quá khứ là hồi nào? Là cách đây 1 giờ trở về trước gọi là quá khứ. 1 giờ đồng hồ trở về trước, trở về 2 tháng trước, 5 tháng trước, 4 năm trước, 10 năm trước thì gọi là quá khứ. 1 giờ đồng hồ trước đây trở về trước gọi là quá khứ. Thì tương lai là những gì sẽ xảy ra 1 giờ đồng hồ nữa trở về sau. Được, tôi gọi đó là tương lai nha. Thì cái sức khỏe của quý vị trong 5 năm nữa, 2 năm nữa, tôi bảo đảm nó đã được quý vị chuẩn bị từ mấy năm nay rồi, chứ không phải từ bây giờ đâu nha. Cái tình trạng sức khỏe của quý vị, cái hoàn cảnh sau này của quý vị, tôi cho rằng một phần lớn nó đã được quý vị chuẩn bị mấy năm nay rồi. Mấy năm nay quý vị sống ra sao, quý vị có cái sắp xếp, có cái thu xếp như thế nào về việc nhà, về tài chính, về quan hệ xã hội, mấy năm đã qua đó. Thì tôi cho rằng chính những năm đó, mấy năm qua rồi đó, nó là những chuẩn bị cho mấy năm sau này quý vị, cho nhiều năm sau này. Cho nên tôi tuyệt đối đồng ý cái câu mà Tây nói rằng tương lai thực ra đã có mặt từ quá khứ, thì đó là chuẩn bị chứ còn gì nữa nha. Cho nên toàn bộ Phật pháp chỉ là chuẩn bị thôi, dạy mình sống chuẩn bị. Chúng ta có thể dựa vào một câu kinh nói rằng sống trong hiện tại, trong kinh đâu có kêu chuẩn bị đâu, trong kinh nói là sống trong hiện tại, đúng. Đối với những người lăng xăng thì Đức Phật nghe nói là sống trong hiện tại. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi yên là chúng ta nghĩ sống trong hiện tại có phải là chuẩn bị cho tương lai hay không? Nghĩ kỹ là có đúng không? Đúng, ngày kia sống trong hiện tại, ngài nói đừng có nghĩ về quá khứ, đừng nghĩ về tương lai, ngài sống hiện tại. Mà sống đây nghĩa là sống tốt á, chứ phải sống hiện tại mà trác tán bê tha trị lạc độ đốn xa đà không thái. Mà sống hiện tại là sống với chánh niệm, với trí tuệ, với từ tâm, với cảm nhận về trí tuệ đó nha. Sống hiện tại, sống tốt hiện tại, nó chính là một chuẩn bị đẹp cho tương lai.
Nhưng mà mình không cần nghĩ gì về tương lai, mình cứ sống tốt về hiện tại, đó là mình chuẩn bị đẹp về tương lai nha. Một đứa học trò giỏi nó không cần thế nghĩ nhiều về cái chuyện sau này, nó sẽ khi nó tốt nghiệp là nó sẽ chọn cái sở làm nào, công ty nào, nó không cần phải tính trước, nó sẽ khi nó có tiền nó sẽ cất cái nhà kiểu gì, không cần. Bây giờ nó cứ lo nó cầm đầu nó học đi cho giỏi đi, không nó theo từ trong nước là cái gì cũng tốt hết. Mỹ là có well good fine, còn Việt Nam mình cái gì cũng tốt hết, lao động tốt, học tốt, tự lực. Thì bây giờ cứ bị cái lo học tốt nha, cứ lo học tốt. Một đứa bé, một học sinh, một sinh viên cứ lo học tốt, không có cần phải nghĩ nhiều về tương lai. Đó là một cách nói. Nhưng mà trong cái mặt đơn sau đó, đó mình phải hiểu rằng là khi nó cấm đầu nó học ngay bây giờ cũng có nghĩa là nó đang chuẩn bị một tương lai nha. Còn nó ăn rồi nó lo học, mình cứ ngồi nghĩ chuyện mai mốt nó mua nhà ở đâu, cất nhà kiểu gì, mấy tầng, rồi sân thượng, rồi có hồ bơi, có vườn treo tùm lum, thì cái gì đó là chuyện tào lao nha. Đối với cái đó là chuyện tào lao. Thì tôi quay trở lại cái nội dung chốt lại của cái bài giảng trưa nay là cái gì, là ngay từ bây giờ chúng ta đang chuẩn bị chúng ta muốn về già có một đời sống như thế nào. Các vị muốn tiếp tục ở tại Việt Nam hay các vị đi định cư nước ngoài, bắt buộc phải có chuẩn bị. Ở Việt Nam quý vị tiếp tục ở lại phố hay là về vườn, về ngoại ô nông thôn, các vị tiếp tục ở xứ nóng hay các vị lên Đà Lạt, về Bà Nà hay Sa Pa, phải có chuẩn bị ngay bây giờ. Chứ không phải là bây giờ là chuẩn bị đây có nghĩa là tiền bạc, sức khỏe nha, và quan điểm sống, quan điểm nhận thức, quan điểm hành trì, nhớ nha. Rồi nếu các vị muốn sau này phải về Miến Điện, về Thái Lan, về một thiền viện nào đó cho những ngày tháng tu tập của mình, thì quý vị cũng phải có những chuẩn bị. Cái đáng tiếc nhất là khi đặt chân lên đó, khi mà sắp tới ngày bay đó, sắp tới cái ngày mà mình bay đó, thì lú bu bám được. Đó là cái đáng tiếc. Cái đáng tiếc thứ hai, máy bay cất cánh rồi đó, thì mới phát hiện ra là mình phải quay trở về gấp cũng được. Rồi cái thứ ba, khi đặt chân lên thiền viện rồi, thiền viện ở Dân Gông, ở Bangkok, ở Manalê, ở Kalama rồi, lòng không yên, chân thì ở đó mà lòng ở chỗ khác, thì trường hợp đó người ta gọi là tại bất tại, có nghĩa là thân ở đây mà lòng ở chỗ khác là tại bất tại nha. Tại bất tại mà mình phải là tự tại mới đúng, có nghĩa là mình làm chủ được đời mình. Tôi nói rất là nhiều lần cái chuyện đó, rất là nhiều lần. Mình cứ nói là con tôi, chồng tôi, nhà tôi, xe tôi, lập lá là của tôi, nhưng mà thật ra những cái thứ đang là của tôi, mình là tôi của mấy thứ đó. Là vì sao? Bởi vì những như cái nhà của mình, mình bị cái gì cái nhà nó có buộc, mà cái nhà nó bị gì mà mình buộc, chiếc xe cũng vậy. Không? Cho nên những cái chữ của mình phải xét lại. Mình nói mình của mình, cái này của mình, cái kia của mình, nhưng mà thật ra là mình của mấy cái đó. Mình nói mình có cái đồng hồ, thật ra cái đồng hồ nó có mình nha. Ở đây cũng vậy, tôi mong quý vị có một cái chuẩn bị tốt để mai này khi quý vị đặt chân về một cái thiền viện nào đó, Kalama chẳng hạn, về đó rồi, tôi rất là muốn chúng ta có dịp thực hiện một khóa tu mà tôi gọi là khóa tu trẻ xương. Cho tới nhiều năm trước tôi đã nghĩ đến chữ đó mà bây giờ tôi vẫn thích dùng trẻ xương, có nghĩa là xương mà còn trẻ thì da thịt nào mà còn. Trong thời gian nó buông hết, không tin thì đừng tới, mà tới thì phải tin. Và tôi nhắc mạnh lại, người dạy quý vị phải là tôi nha. Người dạy quý vị là tôi, mà là những thầy sư Miến Điện. Tôi chỉ có mặt bên cạnh như là quý vị thôi. Nhưng mà trẻ xương là sao? Vậy đó là quên hết thân phận, quên hết thân phận, quên hết mọi sở hữu, quên hết mọi phiền toái, mọi hệ lụy, bao nhiêu thứ bận tâm, gỡ hết bên ngoài cổng rào, bên ngoài cái tường rào của thiền viện. Và không riêng là mấy nơi khác cũng vậy nha. Thử sống buông bỏ, thử trong vòng một tuần lễ buông hết mọi thứ, cứ nghĩ như mình đã chết rồi. Tôi gọi đó là pháp tu trẻ xương, vì xương mà trẻ thì còn cái gì cơ thân thể nữa. Trong một tuần lễ như vậy, trong 10 ngày như vậy, trong một tháng như vậy, trong 3 tuần, 5 tuần như vậy nha. Mà muốn làm được một tuần lễ như vậy, một tháng như vậy, chúng ta bây giờ phải có những chuẩn bị. Các vị còn nhớ bữa hôm đó tôi trích dẫn một đoạn chú giải của bộ Abhidhamma, Abhidhamma
Trong đó nói rằng một hành giả tứ thiền xứ mà tinh tấn miên mật thì có năm con đường sau đây để chọn. Một là chứng thánh ngay trong cái thuở bình sinh, ngay trong lúc mình còn khỏe, còn trẻ. Đó là trường hợp một. Trường hợp hai, hành giả tứ thiền xứ mà tinh tấn miên mật, nếu lúc khỏe lúc trẻ không chứng được gì thì cái lúc cận tử, cái lúc mà sắp xuôi tay, mình lại có một cái điều kiện tâm lý rất tốt. Nhớ nha, cái lúc cận tử nó trừ ra hôn mê thì không nói, nhưng mà nếu không hôn mê thì cái giây phút cận tử nó là một cái thời điểm rất tốt để chúng ta tu tập theo cái kiểu trẻ xương, buông hết, chỉ để thấy rằng mọi thứ là khổ, mọi đam mê đều là đam mê trong khổ, và chính niềm đam mê đó nó tạo ra cái khổ khác. Muốn hết khổ thì không thích cái gì nữa, bởi vì cái gì thích cũng là khổ. Thì mấy cái này nghe nó rất là bình thường, nhưng mà chỉ có cái người nào mà ở vào cái cửa tử, ở đứng ngay cái quỷ môn quan ấy, thì họ mới làm được chuyện đó nha. Tôi nhớ có câu chuyện rất là tạo lạc mà tôi tâm đắc lắm, là cái thằng này nó đi học cái nghề ăn trộm với sư phụ, nghèo quá mà cái ông kia quanh năm cũng làm gì mà cứ phây phây, nó thích lắm. Thì nó lăn la hầu trà hầu rượu ổng đến học nghề, cuối cùng không thấy mày được, không biết nói thiệt, thầy có gì hay hết rồi, chỉ có nghề ăn trộm thôi. Con ơi, nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, thầy nhỏ không có chữ nghĩa, thầy chỉ nhớ được con câu lục bàn là thôi, thầy sống tới giờ. Thì con muốn mà được như thầy thì bài con như trộm thôi, thì dắt nó đi. Thì hai thầy trò mới leo nhà ta, thì nó xui làm sao đó. Mỗi khi ổng đi mình thì nó trân tru trỏ lọt, bữa nay có cái thằng này là thì nó nhảy xuống sao mà nó gây tiếng động, chó sủa, chủ nhà phát hiện, đốt đuốc la làng hô hoán rượt cả làng rượt. Thì ông này ổng lẹ lắm, ổng gặp nước là ổng xuống nước, gặp bụi là ổng vô bụi, gặp gò là ổng nập giấu mình ẩn thân, nghĩa là rượt ổng là chỉ có mất giấu. Mà thằng học trò thì nó mới học nghề, nó làm sao nó kẹt quá thì nó mới thấy có bụi cây gai, nó nhảy óc được, nhảy tọt vô được. Thì người ta thấy bụi cây gai dày quá, người ta không có nghĩ là có người tốt đâu, cho nên người ta hò hét xách gậy xách đuốc đuổi đi ngang, người ta đi la hoài, đi rượt đi nhìn đi soi rồi không thấy thôi, tôi chán tôi đi về. Thì ông thầy ông thấy mọi người rút hết rồi đó, thì ông mới tự tử quay trở lại, ông đi tìm một trò, ông cứ đi trên con đường tối, ông cứ kêu tèo ở tèo, con ở đâu? Thì ông nghe cái đó là cái thằng nhỏ nó con rồi thầy, hỏi con ở đâu, nó ở trong bụi trơ gai nè. Thì ông nói vậy đi giờ ra đi về chứ, về ngủ chứ, đêm nay xui, thôi đi về ngủ. Nó nói thầy ơi, con ở trong bụi trơ gai làm sao con ra được thầy? Thì ông thầy nói hồi nãy tại sao vô được, người học trò nữa. Nãy sợ quá thì sao không có sợ gai, sợ bị bắt cũng sợ gai, mà bây giờ xong bây giờ cũng ra không được. Thì ông thầy nói câu thế này, hồi nãy con vô đó bằng cái tâm điều kết, bằng cái tình trạng tâm lý như thế nào, thì bây giờ con phải dùng cái tình trạng tâm lý đó để mà còn đi ra. Thì học trò nó không hiểu, nó nói là sao thầy? Thì ông thầy nói hồi nãy con sợ quá con vô, bây giờ con phải sợ con đi ra. Thì học trò nó càng không hiểu, hồi nãy thì sợ, bây giờ nó hết sợ rồi, bây giờ làm sao còn ra được. Ông thầy nó dễ ẹc à, bắt đầu ông thầy đứng la làng, ông nói bớt người ta ăn trộm ở đây nè. Thì khi mà ông la như vậy thì rằng học trò nó dùng đúng cái tâm trạng hồi nãy, cái hồi nãy mà nó vì sợ quá nó nhảy một cái óc nó vô trong, thì bây giờ nó cũng dùng đúng cái tâm trạng đó, không biết bằng cách nào mà nó ra, nó đi ra khỏi bụi tre như là phim vậy quý vị. Nó ra một cái, dĩ nhiên nó có bị chạy xước chút đỉnh, nhưng mà ok lắm, rất là ok. Chứ còn nếu mà nó có lách lòn lách rồi nó gỡ rồi nó tránh từng cái cổng gai thì tới Tết Maroc cũng chưa ra được. Nhưng mà nó, ông thầy hiểu được cái cơ sự, ông bài ra cái cách đó, nó ra bằng mọi giá là nó ra có bụi tre trong vòng có nửa nón nhạc ở đây cũng vậy. Chúng ta nhiều đời chúng ta đam mê sinh tử, đam mê phiền não,
đam mê tục sự bằng cả cái tính mạng của mình, thì bây giờ đó muốn bỏ nó thì chúng ta phải tu tập giải thoát bằng chính cái tâm trạng của người đứng ở cửa tử, đứng ở ngay quỷ môn quan, thì quý vị mới làm được. Trong cái bộ binh pháp của Hàng Tín và cả Tôn Tử, binh pháp Tôn của Nhạc Phi, nhà Hàng Tín và của cả Tôn Tử đều có một cái giải pháp quân sự giống nhau. Nó nhiều lắm, nó tới hàng trăm cái giải pháp, trong đó có một giải pháp đó là đập nồi đục thuyền. Rồi thì dĩ nhiên có những cái phương pháp khác, ví dụ như là tiên hạ thủ vi cường, hoặc là dĩ đạo vi thượng, rồi vân vân. Nhưng mà trong đó có một cái giải pháp quân sự đó là đục xuồng mà đập nồi. Là sao? Có nghĩa là trong một tình huống đặc biệt nào đó, tôi phải nói là đặc biệt nha, thì cái đoàn quân đó họ phải ở vào một hoàn cảnh mà coi như không có đường rút rồi, thì họ mới chịu mở đường máu họ dọn. Chỉ còn có một tí cơ hội rồi thì họ còn tà tà, còn xìu xìu ở nền. Và cái tên gọi đó, cái tên gọi mà gọi là đục thuyền mà đập nồi, nó từ một cái trận đánh, một cái kinh nghiệm quân sự của Hàn Tín. Có một lần đó Hàn Tín bị Sở Vương Hàn Võ dí vào một cái đường cùng, một bên là sông mà trước mặt thì là quân Sở, mà sau lưng là dòng sông lớn, là nước chảy xiết. Thì Hàn Tín đã dùng tới cái giải pháp. Hàn Tín nói với lính: chúng ta không còn rút kịp nữa, tất cả những cái nồi mà đem về để nấu ăn đập hết. Nếu mà chúng ta thắng thì chúng ta sẽ lấy nồi niêu của đối phương mà dùng. Còn nếu mà đánh thua thì chúng ta không còn cái mạng để chịu nay nấu cơm đâu. Ông nói với cái đám mà hậu cận: gạo thóc nồi niêu đập hết. Rồi xong rồi mới nói thế này: bây giờ anh em chỉ còn có đường, cái sau lưng là dòng sông lớn, rút không được, xuồng bạn có. Bây giờ anh em phải làm sao mà lấy được cái đồ của kẻ thù mà xài. Cho nên phải được rút. Tôi nói một lần nữa nha. Mình mà thắng trận này thì mình xài của nó, còn hả mà mình thua thì mình cũng không có mạng để mà chịu nay nấu cơm được. Cho nên không có cần cái nồi. Thì khi mà ông nói như vậy là đám lính họ hiểu rồi. Họ hiểu là họ đã bị đặt lên thớt rồi. Họ không còn cái lựa chọn hai nữa. Bây giờ họ phải tìm cái sống trong cái chết. Đương nhiên đó là chuyện cái tham khảo thôi, chứ tôi không có đề nghị quý vị mà liều mạng như vậy nha. Nhưng mà cái câu chuyện đó mình đọc, mình chỉ rút một bài học nhỏ, đó là có những tình huống mà mình phải có những công việc, có những tình huống mà mình phải thực hiện nó bằng một cái tâm thái phải nói là rốt ráo, chứ xì xì không được. Này thì chúng ta đã nhiều kiếp, chúng ta đã đem cái mạng của mình để mà giành dịch danh lợi, nhan sắc, quyền lực, tiếng tăm, bao nhiêu cái đam mê khoái lạc mình đã bỏ hết để mình tìm nó. Bây giờ muốn bỏ cái niềm đam mê đó là phải dùng chính cái mạng cùi của mình thì mình mới chích được. Phải nói như vậy. Cho nên là cứ phiền não thì mình đầu tư bằng toàn bộ con người của mình, nhưng mà tới thời tu thì mình tu xìu xìu, tu với 1%, 2% công sức. Nó giống như là lấy móng tay mà đào núi đó, thì làm sao mà được? Không được. Ngày xưa mình đã dựng cái tòa nhà nó bằng cái gì? Bằng bao nhiêu thầy thợ, bao nhiêu là công cụ. Hôm nay muốn phá nó đâu phải là lấy cái búa đóng đinh ngồi gõ được. Phải xài chất nổ, phải xài cái xe mà chuyên phá bê tông, chuyên dụng. Chứ còn một cái tòa nhà mà đúc bê tông mà dày nửa mét, một tòa nhà nặng 5-7 ngàn tấn mà bây giờ mình muốn phá, mình lấy cái búa đóng đinh mình ngồi mình gõ biết kiếp nào nó xong. Quý vị biết trong Bali có, trong Phật học có một cái từ rất là hay, đó là từ chữ Sankhara.
Chứ Sankara nó rất là nhiều nghĩa. Volition cũng được, mà nó có nghĩa là building cũng được, có nghĩa là sự cấu tạo. Construction là building, có nghĩa là sự cấu tạo hay là sự xây dựng. Chứ Sankara, toàn bộ cái đời sống của chúng ta, toàn bộ cái dòng chảy luân hồi sinh tử của chúng ta, nó là một cái tòa nhà mà được mình xây cất bằng bao nhiêu cái tâm huyết. Ngay đến Đức Phật, ngay trong lúc thành đạo, ngài cũng có nói câu đó: lang thang vạn kiếp luân hồi, tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thay. Bèo mây bến cũ vần, xoay lối về, hỡi này anh thở nhà kia, rui mè kèo cột, gãy lìa nát tan, bao tha mãi thải thủ tàn. Tâm ta thắng đạt nếu mà nó tên. Ngài nói bao nhiêu kiếp rồi, ngài cứ cất cái nhà to đùng giữa cuộc đời đau khổ này mà không ngừng tay được. Hôm nay thì ngài thấy cái nhà nó không cần thiết nữa, phá nát. Chính phá nát, và ngài biết rõ bàn tay nào đã gây dựng cái lên căn nhà đau khổ rồi, để xây nên cái khám đường, cái ngục thất, cái nhà giam đó. Biết rõ nữa. Hôm nay phá nát, không có giữ lại ngôi nhà nữa. Và chữ Sankara nó cũng đi ra từ đó. Và trong những biểu đồ cái diagram về cái dòng chảy luân duyên khởi, 12 duyên sinh, thì ở cái mắt xích vô minh là tới vẽ một người mù không thấy được. Nhưng mà vô minh duyên hành, hành duyên thức, thì ở cái vô minh duyên hành đó, thì vô minh là người mù, người qua đấy cái hành đó, thì người ta vẽ hình một cái người thợ gốm đang ngồi nắng mấy cái lưu bình châm lọ. Hình ảnh nó đẹp lắm. Quý vị không học giáo lý, quý vị không có thấy đã. Cái hình ảnh nó đẹp lắm. Thứ nhất, đời sống nó là một sự cấu tạo. Nó là building, nó là construction. Đấy. Nó là masterpiece của mình. Đấy. Mà ta sẽ lựa cái hình một cái gốm. Là bởi vì khi mà mình nắng một cái lưu gốm, một cái chậu gốm, thì mình phải đầu tư bao nhiêu tâm sức trong đó. Nhưng mà cái chuyện mà nó thành rồi đó, mà nó có trụ được bao lâu đó, thì chỉ có trời biết thôi. Chỉ có trời biết thôi. Vì trời của tôi một giây. Xin lỗi, tôi phải để cái alarm. Dạ rồi. Các vị còn nghe không? Dạ, chúng con còn nghe sư. Nghe dạ rõ. Cảm ơn. Tôi nhắc lại một lần nữa, cái hình ảnh của cái người thợ gốm nó hay lắm. Thứ nhất là đời sống nó làm sự cấu tạo, chứ có gì hết, nó chỉ là sự cấu tạo. Và cái hình ảnh mình gốm đó, cái hình ảnh người thợ, cái đôi bàn tay của người thợ là nó nói lên cái tinh thần cấu tạo. Bản chất đời sống chỉ là sự cấu tạo. Mà hình ảnh của mình gốm nó nói lên cái bản chất mong manh của đời sống. Mình bỏ công ra mình xoay cái bàn bằng gốm đó. Mình xoay, mình vuốt, mình chỉnh sửa cho đã, tới hồi mình đem nó phơi khô rồi đem đi nung, bao nhiêu cái công phu, tới hồi đem ra thì nó tồn tại được bao lâu thì mình nói được. Đây, cái hay của ví dụ như vậy đó.
Và tôi nói lại, tôi nhắc lại tinh thần rốt ráo của bài giảng hôm nay là chỉ chuẩn bị. Chính quý vị trong từng phút đang trực, hôm nay chúng ta đang chuẩn bị cho ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tháng sau, năm sau, thập niên sau của mình. Chính quý vị đang chuẩn bị cái tuổi, nếu quý vị đang ở tuổi trẻ thì quý vị đang chuẩn bị một cái tuổi trung niên cho mình. Nếu quý vị đã, rồi đồng thời quý vị cũng đang chuẩn bị luôn cả cái tuổi già của mình. Tuổi già nó như thế nào? Tuổi già nó ở thiền viện hay ở nhà? Rồi ở nhà trong trong cái tình trạng nào? Chính chúng ta. Tôi nhớ có cái anh chàng nó làm biếng dữ lắm. Rồi ba má anh thấy lười quá lười thì mới nói rằng mày làm biếng kiểu này về già ba má chết hết rồi, cái tâm sẽ răng của ông ai cho mày. Anh nghe cái câu đánh sợ, anh đi lấy vợ, ráng làm ăn. Thời gian sau anh có cơ ngơi, sự nghiệp ngon lành, anh sanh được bảy con, rồi con nó sanh được bảy cháu. Gia đình anh là có những tam đại đồng đường, ở rần rần. Này. Thì khi mà một ngày kia anh 85 tuổi, mà tụi nó mở karaoke, rồi nó chơi game, rồi nó khóc, nó giành ăn, nó giành đồ chơi, rồi nó đánh lộn. Coi như là ba thế hệ ở chung một căn nhà lớn mà nó ấm sầm như vậy. Thì ổng ở trong này ổng không có yên. Thì ổng chợt nhớ lại hồi trẻ ba má nói gì với ổng. Ổng kêu trời, ổng nói trời ơi, chỉ vì một cái tâm sữa răng mà bây giờ nó khổ như thế này. Cái chuyện đó mới là chuyện cười đúng không quý vị? Mà đó là chuyện buồn. Chuyện buồn. Chúng ta đang từng ngày chúng ta chuẩn bị cho mình một cái tuổi trung niên, một tuổi già, một cái chết. Chúng ta muốn ở lại với con cháu hay chúng ta muốn đi tu, muốn ở thiền viện hay là ở chùa, muốn cất am hay là ở riêng một mình hay là ở chung với người khác, tất cả là nằm trong sự chuẩn bị. Và trên hết cái này mới ghê, ngay đời này chúng ta đang từng bước chuẩn bị cho đời sau. Và tôi nói cái này quý vị không có tin, nhưng mà nó là sự thật. Đời sống của quý vị mỗi ngày nó là sự chuẩn bị cho bản thân mình, đúng. Chuẩn bị cho ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tháng tới, đúng. Nhưng mà quý vị có ngờ rằng đời sống từng giây phút, đời sống quý vị buồn vui thì ngạc, nó lại cũng là những chuẩn bị cho xã hội, quý vị có biết không? Yeah! Quý vị phải tin chuyện đó một cách tuyệt đối. Từng người trong xã hội đó, lấy mắt mà nhìn thì đúng, họ đi làm để mà họ có lương cho họ. Họ về họ cất cái nhà, rồi họ nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi con, nuôi cái của họ. Họ vung bồi cái nhà của họ, đúng. Nhưng mà chính cái tâm thức của mỗi cá nhân trong xã hội, chính cái nhận thức của mỗi cá nhân, cái kiểu sống của mỗi cá nhân, cái văn hóa, cái trình độ văn minh của mỗi cá nhân, nó là một góc nhỏ để làm nên cái gọi là xã hội. Quý vị có phải đồng ý không? Phải đồng ý cái đó. Phải đồng ý cái đó. Đấy. Cho nên từng phút chúng ta đang chuẩn bị cho mình đúng, nhưng mà từng phút chúng ta đang có những chuẩn bị cho xã hội, cho đất nước, cho những người chung quanh mình đúng quý vị. Quý vị tưởng tượng hôm nay tôi đang ở Đức. Mấy bài giảng trước tôi giảng ở Thụy Sĩ, bữa nay tôi đang giảng ở Đức. Thế nào quý vị thấy bức tranh này là biết tôi đang ở Đức. Tôi đang ở Đức. Quý vị sống ở xã hội Việt Nam, tôi có biết. Ngày tôi rời Việt Nam tôi 30 tuổi, tôi biết xã hội Việt Nam. Thời gian ở Thái của tôi không nhiều, nhưng mà tôi cũng cứ cho rằng mình cũng biết một ít cái đời sống ở Thái, đời sống ở Mỹ. Tôi có từng dịp, tôi có thời gian dài sống ở Mỹ, tôi có thời gian dài sống ở Thụy Sĩ, thời gian dài sống ở Đức. Thì ở mỗi quốc gia như vậy, tôi thấy rõ ràng rằng từng người dân ở đó nó còn có những cái đóng góp và có những cái chuẩn bị khác nhau cho cả cái tốt lẫn cái xấu ở cái xã hội mà họ đang gấp. Ở một cái xã hội mà cứ sởn, tiếng Việt Nam có chữ sởn, sởn là sơ ý, cái sởn một tí là mất độ. Cứ rảnh là xả rác, người đi bộ xả rác, người đi xe xả rác, cả xe sang nữa, xe sang, xe sedan, SUV, xe hiệu, cứ chạy lên đường là cứ thả chai, thả bao ni lông, thả giấy ra ngoài đường. Tôi không nói ở đâu, tôi nói chung, bà con biết, nói chung là vậy đó. Một cái xã hội mà sảnh ra tí là sảnh, một tí là mặc đồ. Một xã hội mà cứ quẩn cái là xả rác, một cái xã hội quẩn cái là đánh lộn, một xã hội quẩn cái là gây gỗ. Một trong khi cha như ở Mỹ đụng xe một cái râm, cái hai bước xuống móc cái phone ra đi bên xác tới đứng yên. Ở Mỹ là cái chuyện mà đụng xe mà gây gỗ
nó hiếm hơn nghịch thực nguyệt thực. Cái đụng xe xong là xuống, vì sao? Vì bảo hiểm nó là hết, bảo hiểm nó là hết. Còn cái lỗi thuộc về ai thì cảnh sát và tòa xử nhá, tòa và cảnh sát xét xử. Không, mình không có cần phải ghi, mình không có cần phải ghi là anh ẩu anh đâu, yên tâm là ai lỗi cảnh sát đó họ biết rồi, cái mức án phạt bao nhiêu tòa cho biết. Mà ở người ở xứ Việt Nam mình mà nghe nói tai nạn giao thông mà nghe nói tòa thì lớn chuyện, bên Mỹ mình bị chó mình cắn người ta cũng ra tòa đấy nha, nhớ. Mình bảo là cứ có cái gì là cảnh sát rồi nó chuyển cho tòa, rồi tòa này bây giờ luật sư nó chuyển cho mình. Mình không có cần, còn bao nhiêu thiệt hại thì bên bảo hiểm nó lo cho mình. Vấn đề là mình có mua bảo hiểm hay không, mua bảo hiểm một chiều hay là hai chiều đó là lỗi của mình, mua loại bảo hiểm nào nha. Chỉ còn mà đa phần người bên Âu Mỹ là đều có bảo hiểm, có chuyện gì là đủ gram nhảy xuống mà. Cái chuyện mà cười với nhau là chuyện bình thường, thậm chí hỏi ở đâu rồi hỏi thăm rồi mình nhìn họ mình tưởng tượng chắc chiều nay họ đi, họ còn đi nhậu với nhau cũng được, rất vui vẻ mà chị hết. Lâu lâu chỉ có một vài trường hợp đặc biệt thôi, thí dụ như có lần đó trên xa lộ có xảy ra một cái cuộc đụng xe, một anh thanh niên tông vào một cái cô gái đẹp trẻ thì tông nhẹ, nó quẹt răng cái xe của nó trao, nó cắm vô lề không sao hết, cả hai bước xuống vui vẻ. Thì cổ mới nói rất là may mắn tốc độ đó, tông từ góc đó mà hai người mình ok, may mắn. Và đây cũng là cái duyên, không tông làm sao biết được anh. Chỉ nhau vui vẻ, hỏi nhà cửa công ăn việc làm vui vẻ. Cổ mới rút trong xe có ra một chai rượu, cổ nói rượu là rượu ngon. Chiều hôm qua tiệc với bạn bè còn nửa chai. Cổ đó cũng mệt vậy này. Người đẹp mời nhà này thích lắm, mà vui vẻ nữa. Ở xứ Việt Nam làm cái chuyện đụng xe mà xuống nói chuyện vui vẻ như này. Thì anh ấy, cổ mới rót cho anh một ly, cổ một ly, mời anh uống. Anh làm cái ực, rồi cô rót cho anh ly nữa. Anh làm cái ực. Rồi cô, anh mới ngạc nhiên hỏi tại sao mà cô không uống. Cô nói không, em không muốn, bởi vì để một mình anh uống thì cảnh sát mới dễ làm việc. Cái chuyện này là chuyện tào lao, kể cho bà con đừng có buồn ngủ. Nhưng mà câu chuyện nó có ý, nó có cái thế này. Nó muốn nói cho mình thấy rằng ở một cái bối cảnh xã hội nó như thế nào, nó mới có cái chuyện mà người ta đụng xe mà người ta vẫn còn vui vẻ với nhau. Còn cái phần mà cái con của chạy điểu là cái chuyện này, chuyện này không quan trọng. Cái quan trọng chỉ là cái nền đó. Cái nền của câu chuyện rất quan trọng. Còn mình nó xuống, mình tấm tóc nhau, mình gây trước rồi làm nhiều cái chuyện mà vậy dưa rồi vui vẻ hơn. Còn cái xã hội người ta là cái chuyện mà tôi gặp tai nạn trên đường rất nhiều, quý vị, ở Mỹ, ở châu Âu tỉnh thoảng tôi gặp chuyện nó bình thường. Thậm chí có những lần cái xe mà tôi ngồi đó nó bị tai nạn nữa mà tôi không chết, hôm nay tôi còn ngồi đó. Và mọi chuyện diễn ra rất là bình thường, quốc gia rồi bước xuống vui vẻ lịch sự có gì hết. Mà ở đâu nó ra cái xã hội đó, nó đi, nó khởi đi từ những chuẩn bị về văn hóa, về kinh tế, về xã hội, về chính trị, tất cả những chuẩn bị đó trong cái hiến pháp, trong học đường, trong gia đình, không? Tức là có pháp luật nè, có xã hội nè, có gia đình nè, có học đường nè, chính những cái này nè, rồi sách báo hàng ngày, vô vàng những cái đóng góp đó, nó cộng lại nó làm nên cái nền tảng xã hội. Và trong nền tảng đó, chúng ta mới bắt gặp được những thứ mà chúng ta khó lòng mà bắt gặp ở những xã hội chậm tiến. Vì thế dễ sợ chứ. Tôi nói hoài, ở những cái đất nước tiến bộ đó, người ta yêu thiên nhiên lắm quý vị, yêu lắm, thí dụ thị sĩ, từ khu dân cư, mà đi qua mình thấy có một cái rừng cây kế bên khu dân cư, thì cái rừng cây đó đúng là rừng, thưa quý vị. Có nghĩa là vào trong đó rừng hoang, rừng nguyên sinh như thế nào thì cái khu rừng mà sát nhà dân nó y chang như vậy, y chang như vậy. Họ yêu thiên nhiên lắm. Và bên Âu Mỹ nó còn cái đó, còn một quan điểm rất là lạ là họ chỉ đốn cây khi không thể giữ, còn ở mấy xứ chậm tiến thì họ chỉ giữ khi không thể đốn. Quý vị nghe nó hơi giống nhau đúng không ta, nghe hình như nó hao hao phải không? Một bên là chỉ đốn khi không thể giữ, và một bên thì chỉ giữ khi không thể đốn. Thì mình nghe là mình đón được cái thiên nhiên, cái môi trường sinh thái, cái ecology của hai bên khác nhau nhiều lắm, không? Environment hai bên khác nhau nhiều lắm, khác nhau nhiều lắm. Mà ở đâu nó ra cái đó? Là vì những cái thành tố, những cấu tố xã hội mà nó khởi đi từ những cá nhân. Mà cá nhân nó ở đâu ra? Là từ những đứa bé,
những đứa bé nó học lớp, nói từ trong nước là lớp mầm á, lớp mầm non á, từ thỏa bé đó là nó đã được học, học từ rồi lớn lên sách báo, học đường xã hội gia đình, những thứ nó ung bức mà nó mới làm nên, nó làm nên một cái xã hội nó có cái diện mạo như vậy đó thưa quý vị. Đấy. Cho nên nói gọn thì từng giây phút thiện ác buồn vui của mình ngay bây giờ, những cái phản ứng tâm lý của mình ngay từ bây giờ, đấy, nó tạo ra cái hình hài, cái diện mạo, cái chất lượng, cái phẩm tính cho cái đời sống sau này của mình đã đành rồi, mà nó cũng góp phần đập đổ hay là xây dựng cái xã hội mà mình đang sống trong ngày sau. Chưa hết, cái này mới ghê. Theo Trung Kinh nói thì cái mỗi một cái vũ trụ nó gồm có một mặt trăng, một mặt trời như vậy đó. Đấy, nó hình cái cấu tạo nó như một trái lựu vậy đó. Và có vô cứ 1000 lần, 1000 cái vũ trụ như vậy nó là một cái tiểu thiên thế giới, mà nhiều cái tiểu thiên nó làm thành cái trung thiên, mà nhiều cái trung thiên nó làm cái đại thiên thế giới, mà 10000 cái đại thiên như vậy nó là một cái Buddha zone, tức là cái địa bàn hoàng pháp của một đức Phật. Mà ai là người mà đã gọi là khu biệt, sắp xếp bố trí cái trật tự, cái hệ thống thế giới quan đó, cái cosmology nó từ đâu ra, từ đâu nó ra? Dạ thưa ông ai hết, chính chúng ta, me and you, chính chúng ta, không ai hết đó. Chúng ta, chính chúng ta đó, chúng ta giống nhau nhiều, chúng ta có quá nhiều điểm tương đồng, chúng ta có cộng nghiệp với nhau sâu dày không, thì chúng ta sẽ làm vợ, làm chồng, con cái, anh em, bà con. Cái cộng nghiệp và cái điểm tương đồng của mình nó nhạt đi một chút, nó loạn một chút, thì chúng ta sẽ là người cùng phường xã. Rồi cứ nó lạc nhạt mà loạn, nó cứ chúng ta xa nhau từ từ, cùng một tỉnh, một miền, từ một đất, chung một đất nước, chung một khu vực, không? Chung một châu lục, rồi chung một bán cầu, rồi cuối cùng là chung một hành tinh. Và cứ như vậy, cái điểm đồng và cái cộng nghiệp của mình mà nó hễ có điểm đồng, có điểm tương đồng về khuynh hướng tâm lý, về vốn liếng thiện ác, không? Thì khuynh hướng tâm lý và vốn liếng thiện ác, cái điểm tương đồng của mình càng nhiều thì mình sẽ sống chung nhau trong một cái gia đình, một huyện, xã, quận, phường, ấp, khóm, một đất nước, một tỉnh, một miền, một khu vực, một châu lục, một bán cầu, một hành tinh. Và cứ như vậy cho nên nó mới dẫn đến chuyện là 1000 cái vũ trụ nó vô một cái tiểu thiên, mà nhiều ngàn cái tiểu thiên nó vô một cái trung thiên, nhiều ngàn cái trung thiên nó vô một cái đại thiên, mà 10000 cái đại thiên như vậy là cái địa bàn hoạt pháp của một đức Phật chánh đẳng giác nha. Thì cái quần thể vũ trụ đó là do chính chúng ta, chính những cái giây phút buồn vui thiện ác của chúng ta đã cùng nhau làm nên cái gọi là hệ thống vũ trụ. Chính mình chứ không ai hết, chính mình. Bước ra đường mà thấy rác tùm lum, ở đâu nó ra? Là có cái thằng bèo, thằng tí nào đó, không? Xin lỗi, nó thiếu giáo dục, nó thiếu cái nền tảng tâm thức, nền tảng văn hóa, nền tảng giáo dục, nó không được đào tạo, nó không được dạy, cho nên nó coi cái gì xa rác ra. Nó nghĩ rằng một cái tờ giấy không ra gì hết, mà cứ bị tưởng tượng trên một cái sao lộ một ngày như vậy có khoảng hàng ngàn người, mà mỗi người đều cho rằng một tờ giấy, mỗi cái cùi bắp không quan trọng. Thì cứ nhiều lần cái không quan trọng đó, một ngày nó có tới mấy ngàn cái cùi bắp, mấy ngàn cái chai nhựa, mấy ngàn bịch ni lông mà nó liệt trên đường, một ngày nó mấy ngàn cả như vậy, thì cái con gì là con đường nữa nha. Mà khi một xã hội có quá nhiều người xả rác như vậy thì mình phải hiểu ngầm hai chuyện. Thứ nhất là cái ý thức vệ sinh của mỗi cá nhân nó thấp, mà đồng thời cái tổ chức vệ sinh, tổ chức y tế của đất nước nó cũng có vấn đề. Bởi vì nó là một cái tất cả, nó đi theo một cái hệ thống duyên khởi, quý vị. Cái này nó được tác động bởi cái kia. Khi mà giáo dục học đường, giáo dục xã hội, giáo dục gia đình nó có điểm tương đồng với nhau, thì nó mới tạo ra một cái đường xá, phố, phường, xã hội, đất nước rác không à. Ở đâu nó ra? Là nó từng là đơn vị cá thể làm nên, nó cộng hưởng những đơn vị cá thể ấy lại, nó mới làm nên một xã hội rác không. Mà chưa hết đâu quý vị, rác bên ngoài nó phản ánh cái rác trong tâm hồn. Anh ích kỷ quá, anh biến lười quá, anh vô trách nhiệm quá, anh mới xả rác. Biến lười nè, thay vì anh chịu khó anh cầm, anh kiếm chỗ và để rác, anh để này không, anh luyện đạo cho nó rảnh cho lại nha. Biến lười rồi thiếu tự trọng, không màng người ta nghĩ gì về mình,
biến lười tự động, và cái nữa đó là anh vô trách nhiệm, anh không có mang cái diện xã hội này, con đường này, khu phố này sẽ ra sao. Thích thì quăng, tiện thì quăng, lười thì quăng. Đấy, những cái lúc chút đó, nhiều cái lúc chút, nhiều cái đơn vị cá thể ấy, nó làm nên một cái xã hội dơ về hình thức mà bẩn về nội dung. Tại sao? Vì muốn dơ được hình thức là phải bẩn trong này, trong này nó phải là gì? Nó phải là vô trách nhiệm, là biến lười. Phải vô trách nhiệm là biến lười trong đây trước, nó mới dẫn đến đống rác ra bên ngoài, nó dẫn đến đống rác bên ngoài nha. Cho nên tôi nhắc lại, đời sống nó là một dòng chảy, và từng phút thiện ác buồn vui của chúng ta nó là những chuẩn bị, quý vị, là những chuẩn bị. Và hồi nãy tôi nói đến cái chuyện cá nhân, rồi tôi nói đến chuyện thế giới, bây giờ tôi đang nói đến chuyện khác, từng cảnh giới, từng cảnh giới. Trong kinh nói mình không có thiên nhãn, không có thiên nhĩ, không có người phàm mình nè, cho nên mình không biết những gì nó đang xảy ra xung quanh mình. Trong kinh nó mỗi lần mà ở cái cõi người mình mà có cái số người mà bố thí trì giới thiền định mà nhiều, chỉ riêng họ vui lắm, hoan lạc âu ca, vì họ biết rằng rồi đây dân số được cõi trời sẽ tăng, vui lắm. Ở trên cõi trời cái xứ họ xứ sướng xứ giàu, mà trên đó trên cõi trời thì không có cái vụ mà gọi là nhân mãn, người đông đất chặt, không có, bởi vì chỉ riêng họ sắc té. Cho nên nó cũng cái vùng đất đó, bây giờ có thêm 1 tỷ người vô thì vùng đất nó không có vì vậy mà nó chặt, bởi vì họ là khối xương mà, họ là khối xương, họ là khối xương. Mà cũng cái diện tích đó mà bây giờ 1 tỷ người, thêm 1 tỷ người cũng không vì vậy mà chặt, mà giảm được 1 tỷ cũng không vì vậy mà nó rộng. Cho nên chư thiên họ thấy mà có nhiều người tu hành họ vui lắm, họ biết rằng sau này sẽ có thời gian ngắn sắp tới đây này. Nói thì thời gian trên đó là vài phút nữa, vài giờ đồng hồ nữa là sẽ, trên đây sẽ có thêm người họ vui. Và khi nào họ thấy dưới đây mà coi như con nhân gian mà ác ôn dã man mà thiếu đạo đức không, thì họ buồn lắm, họ nói là như vậy thì cái thế giới xã đoạn sẽ đông, mà thế giới chư thiên không có thêm người. Đọc cái đó mới thấy khiếp. Trong kinh mô tả đó, trong Tăng Chi bộ kinh, Đức Phật ngài dạy trong Tăng Chi pháp phần một chi, ngài dạy rằng trong một cái đất nước cái chỗ đẹp ấy, nó ít hơn là chỗ xấu, cái chỗ giàu nó ít hơn chỗ nghèo, người giàu ít hơn người nghèo, người đẹp ít hơn người xấu, người sướng ít hơn người khổ. Ngài nói đó là trong cõi nhân gian. Và bắt đầu ngài mới nói tiếp, cái người mà cái chúng sanh mà ở trong các 4 loại xứ đó, thì nhiều nhất là cái loài bàn sinh, vì bàn sinh nó gồm nhiều loại lắm, thú trên bờ, thú dưới nước, thú ăn chay, thú ăn mặn. Không. Rồi thú lớn, thú bé, có những thú mà mình nhìn thấy được, sờ chạm được, có những con mình không lấy mắt thường mình nhìn được, cho nên là bằng sao mà đóng nhất. Rồi tiếp theo đó là địa ngục, rồi ngã quỷ, không. Và những loại đó nó đông, nhân loại rất là ít so với các loại xa đoạn. Và các cõi trên cao, từ từ thì các cõi trên cao, nhưng các cõi chỉ khi họ dân họ đông là vì sao? Là vì họ sống lâu, chứ còn cái số người mà sinh về trời nó ít lắm, nhưng mà vì nó đông ấy, là vì nó sống lâu. Rồi càng về cái số người mà đắc phẩm thiên là ít dần, thậm chí trong kinh nói cái cõi ngũ tịnh cư ấy, có lúc nó không có tồn tại, nó không có tồn tại trong cái bản đồ vũ trụ cõi ngũ tịnh cư ấy. Bởi vì chư Phật ấy thì không phải lúc nào cũng ra đời điều, có lúc một thời gian rất là dài, rất là lâu không có Phật ra đời. Có nhiều kinh nó có nhiều lúc một A Tăng Kỳ, tức là 10 lũy thừa 140 đại kiếp không có Phật ra đời. Mà trong khi đó cứ mỗi một vị Phật ra đời như vậy đó thì 31.000 đại kiếp sau đó chắc chắn thế giới không có vắng bóng thánh nhân. Nhưng mà trong trường hợp quá lâu mà không có chư Phật ra đời thì những cái cõi tịnh cư mà dành riêng như các vị A La Hán, các vị thánh đó chỉ có niết bàn đi mất, chứ không có dân số không có tăng, bởi vì không có những người mới đắc đạo á, không có. Vì những người đó phải có chư Phật ra đời mới có. Rồi cho nên là khi mà thời gian quá lâu không có chư Phật ra đời đó, thì cái dân số trên 5 cõi tịnh cư đó, nó giảm dần, rồi cuối cùng nó mất. Khi không có người ở thì 5 cõi này không có tiếp tục tồn tại, nó không còn là cái kiểu mà vườn không nhà trống nữa, không có. Trên cõi đời không có tình trạng mà vườn không nhà trống, tiêu thổ gắn chí, không có. Nhớ nha. Ở đây cõi trời khi không có người
thì cái không gian nó không tồn tại nữa. Lâu đài nó biến mất, hoa viên nó biến mất, cõi người mình khác, cõi người mình thí dụ như là ngôi nhà nó đã cất rồi, khu vườn nó đã có sẵn rồi, chủ nhà có lăn ra chết ba đời thì khu vườn nó vẫn còn đó, miếng đất nó vẫn còn đó. Trên cõi trời hiện tượng này rất hiếm, hiếm vô cùng. Nó có trường hợp là vị trời nó họ đã mất nhưng mà cái lâu đài nó vẫn còn, là trường hợp này rất hiếm. Một là cái người gì đó họ có một lời nguyện, họ sẽ quay trở lại nó họ xài. Thứ hai là cái người đó đủ phước để mà sau khi trải qua cái tuổi thọ của nhân gian, nhân gian mình sống thí dụ như 100 tuổi đi thì nó chỉ là một ngày đêm thôi, thì nếu người đó cái phước họ còn thì họ sẽ quay trở lại để họ hưởng. Thì trường hợp này rất hiếm, hiếm lắm. Đa phần 99,9% là một cái vị trời khi họ mất thì tất cả những cái gì thuộc sở hữu họ nó cũng tan theo khỏi. Và nếu các vị học Ati Đà, các vị có thấy khiếp một chuyện, tất cả những cái gì nhan sắc, vòng vàng, tiền bạc, châu bảo, cổ vật mà mình thờ lạy một đời đó, nó chỉ là khói thôi, chấm lì hết, nó chỉ là xương khói thôi, nó chỉ là xương khói, nó ngậm ngùi lắm, có việc nó bẻ bàng, nó bỉa mai lắm. Nhiều lần tôi nói mình nói như là chi cũ, mình nói cái nhà nó là của ông A bà B, nhưng mà chỉ cần mà họ bị heart attack hay là bị stroke hay bị trụy tim hay là bị nhồi máu, bị gì đó, bị đứt gần máu, họ chết. Tất tất cả mấy cái đó quý vị biết nó nhanh lắm, gần đứt gần máu hoặc là bị trụy tim, nó mấy năm nó tất tất cả xong thì cái chữ cổ đó lúc bây giờ nó không còn nghĩa lý gì hết á. Mà cái này mới đau nè, mình không chết mà mình nằm trên thiết, miệng méo sạm miếng chải, mặt lờ đờ nói không được, thì lúc đó trên mặt giấy tờ, trên mặt pháp luật pháp lý thì đúng cái nhà là nhà của mình, nhưng mà cái chữ cổ lúc giờ nó mỉa mai lắm, bởi vì mình không có tự đi được, không có tự ký tên được, không có tự mà làm vệ sinh được. Lúc đó mình còn tệ hơn là một, nếu mà nói về cái khả năng mà sinh hoạt, mình còn tệ hơn một đứa bé. Tệ lắm, đứa bé nó còn biết, nó đi xong nó không biết làm sạch, nó còn biết chạy ra kiểu má má, không? má rửa giùm con, ba rửa giùm con, còn đằng này là mình khỏi luôn, mình không biết tự chạy đi kiếm người để nhờ nữa, nó cứ nằm tiếp tiếp rồi. Thì lúc giờ cái chữ của nó mỉa mai, mà trên cõi trời cũng vậy. Trong kinh nó có những người phước nhiều, lâu đài họ nó cao về vợ vậy đó. Nhưng mà khi cái một ngày đó họ thấy cái hào quang họ nó mờ, họ có cảm giác là mồ hôi của họ nó đang đổ ra. Chứ thiên là những mồ hôi, nhưng mà lúc đó họ feel như vậy, họ cảm giác như vậy. Họ cảm giác như mình đang bị rít, bị ngứa, bị nực. Rồi cái hào quang mà cái hoa trên người họ nó héo, và họ cảm thấy họ không có thoải mái, thì lúc đó họ biết họ gần chết rồi. Thì những người mà họ có tu thì họ yên tâm là mình sẽ đi về chỗ lành, thậm chí họ có thể lựa chỗ họ để họ trở lại nữa. Nhưng những người không có tu lúc đó họ kinh hoàng lắm, thì họ biết rằng bao nhiêu năm qua họ chỉ có hưởng thụ thôi, không có tu hành gì hết, vì họ sợ lắm, người biết. Mà lúc mình đã ok đó thì mình không có sợ trời sợ đất, nhưng mà lúc mà cận tử rồi, bây giờ trong rung nè, chẳng ai đâu đó, trong rung nè, bây giờ quý vị đang ngon lành, quý vị ngon lành, quý vị khỏe, quý vị mới vô đây quý vị nghe, đúng không? Nhưng mà chỉ cần giờ chỉ cần mà chỉ bị nghe nó đau lói nó đau lạ đó, quý vị đi bác sĩ, mà chỉ cần mà bác sĩ cầm cái kết quả xét nghiệm mà họ nhíu mà một chút, cái giọng họ nó trùng một chút, họ nên họ để họ giới thiệu mình qua bên ung bướu, họ không có nói gì bệnh gì hết á, không có nói, họ chỉ nhíu mà chút xíu, cắn môi chút xíu, rồi họ nhỏ nhẹ lễ phép thưa với mình rằng tôi sẽ giới thiệu ông bà qua bên ông bố. Hoặc là tôi thấy nó có cái lạ lạ để coi lại. Thì lúc bây giờ quý vị thấy bao nhiêu cái mộng ước bình sinh tan tành hết. Mà tôi nhắc lại lần nữa là họ bác sĩ chưa có phán bệnh gì hết. Bác sĩ chỉ gây nhíu mày, cắn môi, giọng nói thấp trùng, cái tông nó hơi dán chút xíu, bớt trưởng, chỉ vậy thôi. Đấy. Là quý vị đã thấy nó cày rồi. Đấy. Thì nói chi là chuyện thiên, khi mà họ thấy cái dấu hiệu mà họ sắp chết đó, kinh hoàng lắm. Ngay cái thời mình sinh không có những chuẩn bị, cứ cắm đầu sống theo đuổi cái mình thích, cái mình ghét, sống cho đã cái cơn căm thù, cho đã nư đã giận, sống cho đã cái mình thích, cái mình theo đuổi, cái mình đam mê, mình theo đuổi cái đó, không màng đến một ngày mà khi bác sĩ phán rồi, hoặc là đêm nằm mà nghe nó kỳ kỳ. Như mấy hôm nay, cái mỗi lần tôi giảng tôi hay kể chuyện này kia, bà con nói tôi than thả
phải, phải nói cho bà con rung mà chỉ nói chuyện có thiệt. 10 ngày đó ra đây tôi chống mặt một cách rất là đặc biệt, chống mặt rất là đặc biệt, chống mặt lạ lắm. Hồi trước là mình ngồi xuống mình đứng lên chống mặt thì mình nghĩ là thuyết báo, còn bây giờ không. Bây giờ khi mình ngước lên nhìn nè, như bây giờ nó ngước lên cái chống mặt như ngày hôm qua là tôi xích nữa là tôi té cầu thang. Mà người ngon lành ăn uống rất bình thường cái giá đó, mà nó bị như vậy đó, nó 50 nó phải kiếm chuyện như quý vị, nó phải kiếm chuyện. Bây giờ bắt đầu nó đòi nợ đó, bao nhiêu cái nợ nặng đó giờ mình bạc đãi đó, không, mình thờ ơi nó là bây giờ bao nhiêu nó tính sổ, nó kết toán, nó tính toán hết, nó tính bây giờ chi thu lỗ lời sao là bị nó đòi, nó phải đòi, nó là cơ thể. Đây, mà hồi nãy tôi nói rồi, từng ngày trôi qua là chúng ta đang có những chuẩn bị về sinh học, về tâm lý cho mình. Trong 5 năm nữa, 10 năm nữa, trong tuần tới, tháng sau. Đây, cho nên nhớ, chính chúng ta là người đang từng phút xây dựng cái chỗ về của mình. Đây, chính chúng ta là người đang kiến tạo cái vũ trụ này bằng cái bàn tay ngó như là bé nhỏ, nhưng thật ra ngó không có những cái bé nhỏ này thì làm gì mà nó có vũ trụ. Hột cát nào cũng nói tôi bé nhỏ thì lập sẽ có sa mạc. Nhiều hột cát nó mới hùng hạp với nhau, nó làm nên cái sa mạc. Đức Dalai Lama nói câu rất là hay: đừng nghĩ mình bé mọn đến mức không tác động được thế giới. Nếu nghĩ như vậy thì hãy chịu khó ngủ với con mũi trong mùng một đêm thì biết. Một con mũi thôi, không, ngày xài suốt, ngày xài a mosquito, một con, ngày nó một con thôi. Chỉ khi ai đó thấy mình bé mọn không có làm được gì cho thế giới thì hãy ngủ với con mũi trong một đêm thì biết. Có nghĩa là nếu mình bé mọn đến mức mình không đóng góp được gì thì làm ơn đừng có làm phiền cái thế giới này. Đó cũng là đóng góp. Các vị phải xăm cái câu này lên người, phải xăm nha, xăm, phải xăm sâu, xăm rõ, xăm đậm. Có một đóng góp cho thế giới này thì không có gì để nói rồi. Còn đằng này nếu mà mình không có đóng góp, mà mình không có phá hoại đó, cũng là một đóng góp. Không phá hoại đó, không có góp phần phá hoại đó, là đóng góp. Còn nếu mà mình có một cái đóng góp cụ thể điển hình là quá tuyệt vời. Còn đằng này nếu mà anh không có làm cái gì mà để hại người đó, không có làm gì để phá hoại đó, thì đó là đóng góp. Đấy. Thì chính những gì chúng ta làm nó là đóng góp hay là phá hoại, và những cái đó đâu nó ra, đâu đây nó ra. Cho nên Lão Tử nói đừng coi thường những cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu, và những suy nghĩ đó nó được lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ thành hành động, mà hành động nhiều lần nó thành thói quen, mà thói quen chính là nhân cách, mà nhân cách chính là số phận, mà số phận chính là đời của chúng ta. Đấy. Tôi mệt lắm rồi, tôi phải ngưng ở đây, đừng ham nghe nhiều nha, chút vậy thôi, tôi mệt. Chúc bà con một ngày vui. Các bà con bên Úc có cái nhà ý muốn mình có một cái buổi pháp đàm, buổi trà đàm, có nghĩa là dưỡng trà mà vừa nói chuyện, chắc chắn là nói chuyện cái từ đó là mượn ở đâu đó à, thì đây mình không có trà à, thì mình hiểu ngầm đó là một buổi vấn đáp, thì bà con cứ có những câu hỏi à, những câu hỏi thì gom lại rồi sẽ có một ngày, cái một cái ngày chủ nhật, ngày thứ hai nào đó, thứ hai dạ. Chúng ta sẽ dành hẳn một buổi không có giảng gì hết, mà chỉ để trả lời các câu hỏi cho bà con, trả lời tại chỗ chứ đừng hiểu lầm là chắc là ông kêu gửi cho ông để ông cũng chuẩn bị. Tôi không giỏi, nhưng mà tôi nghĩ trường hợp của tôi mà chuẩn bị chỉ có hư bộn hư đường thôi bởi vì nó phân tâm dữ lắm. Làm kiểu mà xấu kẻo ăn liền thì tốt hơn. Như ngay cái bài giảng chiều nay bắt đầu phần giới thiệu, bà con tưởng là tôi có cái chuẩn bị sẵn không. Tôi chỉ nghĩ đến đề tài này trong lúc tôi ở trong nhà tắm 5 phút trước đó, chỉ 5 phút trước đó thôi. Tôi nghĩ trưa nay tôi giảng cái gì chỉ vậy thôi. Thì nó tốt hơn là có những việc. Ok, chúc bà con một ngày vui, một đêm an lành, nhiều một đẹp. Dạ, con cảm ơn sư. Con chào sư. Dạ, quý vị vừa mới nghe sư cũng nói đó quý vị, là có thể là thứ hai tuần sau quý vị có những câu hỏi gì về những cái bài giảng trước của sư,
cũng giống như là những câu hỏi mà về cho cái sự thực tập của quý vị, thì quý vị có thể hôm đó quý vị có thể trực tiếp hỏi với sư, hoặc là quý vị ngại lên trên Zoom á, thì quý vị có thể gửi về cho ban tổ chức, gửi cho Nhân, anh Kiên, Tina hay là Steve. Tina thì ở Melbourne, Steve với Nhân thì ở Brisbane, còn anh Kiên ở Sydney. Quý vị có muốn bước thêm chi tiết gì thì quý vị cứ hỏi về ban tổ chức. Và bắt đầu ngày mai thì quý vị có những câu hỏi gì thì quý vị cứ gửi vào trong cái website hay là cái email hay là số phone, Viber của ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ nhận những câu hỏi đó và gửi về cho sư. Thì có thể là thứ hai tuần sau mình có buổi hỏi đáp Phật Pháp với sư, à, quý vị. Nhưng cũng cảm ơn quý vị, và quý vị cũng thấy là sức khỏe của sư cũng không có gọi là khỏe hẳn, khỏe lắm. Cho nên mình cứ tranh thủ mà học hỏi với sư. Và sư cũng nói là sư bây giờ sư cũng lười giảng lắm rồi, thì thôi mình cứ cố gắng mà tranh thủ mà hỏi và học với sư nha quý vị. Anh Kiên ơi, kỳ sau anh có thể cho quý vị coi vài hình ảnh của Kalama anh ha. Thì Nhân sẽ hỏi sư và mình sẽ gửi lên cho quý vị coi những hình ảnh của Kalama. Rồi, Nhân xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một buổi tối thật an lành và được nhiều lợi lạc trong pháp bảo, như là bài pháp thoại vừa rồi sư đã gửi đến với mình. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Kiên, cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người.